À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em thân mến, trong buổi học ngày hôm nay cô Sa sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc hiểu số 3 của bài học hôm nay và ngày mai, đó chính là bài diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Seattle. Với bài học này chúng ta cũng sẽ cùng cô lần lượt theo 5 bước: khởi động, đọc và tìm hiểu chung, khám phá văn bản, tổng kết và cuối cùng là chúng ta sẽ làm một số những bài tập luyện tập vận dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng cô đến với phần khởi động. Với phần khởi động này em sẽ thực hiện cho cô phiếu học tập số 1 gồm có 2 yêu cầu như sau. Đó là chúng ta sẽ sưu tầm một số những hình ảnh, thông tin về cuộc sống tôn thờ thiên nhiên của người da đỏ. Và thứ hai đó là chúng ta trả lời câu hỏi, đó là trong lịch sử loài người thì phải chăng kẻ chinh phục luôn hơn hẳn kẻ bị chinh phục về văn hóa? Nào, chúng ta suy nghĩ để trả lời cho cô những yêu cầu cũng như là những câu hỏi này. Với yêu cầu thứ nhất, đó là chúng ta sưu tầm một số những hình ảnh thông tin về cuộc sống tôn thờ thiên nhiên của người da đỏ. Thì chúng ta có thể quan sát trên bảng của cô, đó chính là hình ảnh của những người da đỏ. Người da đỏ chính là cộng đồng người dân bản địa sống tại Hoa Kỳ từ hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu năm trước. Họ chính là những người dân du mục được cho là đến từ châu Á khoảng hơn 12.000 năm trước đây và thông qua cầu nối chính là vùng đất Alaska hiện nay. Và theo thống kê vào đầu thế kỷ 20 thì có khoảng gần 80 bộ tộc người da đỏ khác nhau sinh sống trên khắp nước Mỹ. Và trên thực tế thì nhiều học giả quy ước rằng vào thời điểm mà những nhà thám hiểm châu Âu tìm ra lục địa châu Mỹ thì tại đây đã có trên 50 triệu người bản địa sinh sống. Và trong số đó thì có khoảng 10 triệu người là sống tại vùng đất và sau này được đặt tên là Hoa Kỳ. Và đó chính là những bộ tộc người da đỏ đầu tiên. Và sau hàng thế kỷ sinh sống thì thành các bộ tộc nhỏ ấy, thì chúng ta thấy rằng những người da đỏ thì đã hình thành được một cái cộng đồng riêng và họ sống bằng cái nghề đó chính là săn bắt, hái lượm và sống hòa hợp với lại thiên nhiên. Và văn hóa của những người Mỹ bản địa thì có lịch sử đến hàng trăm năm và được phát triển cùng với thiên nhiên. Và mọi yếu tố trong cuộc sống của người da đỏ thì đều dựa trên sự phát triển của trái đất. Và sống bằng săn bắt và hái lượm đơn thuần thì những người da đỏ rất tôn trọng tự nhiên. Họ coi thiên nhiên là một món quà của Thượng Đế và luôn quan niệm rằng đó là họ cần phải tôn kính và quý trọng thiên nhiên. Cuộc sống của họ thường là xoay quanh gia đình, họ sống một cuộc sống hài hòa, yên bình, cẩn thận, hạn chế tối đa cái việc đó là đổ chất thải ra môi trường. Và cuộc sống yên bình của những người da đỏ thì kết thúc khi mà nhà thám hiểm châu Âu đi đầu, đó chính là Colombo, đã phát hiện ra vùng đất mới này. Và những nhà thám hiểm này đuổi những người bản địa ra khỏi nơi ở của họ và chiếm đất để xây nhiều khu đô thị mới. Và nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra, nhưng mà kết quả đó là diện tích sống của các bộ tộc người da đỏ thì ngày càng bị thu hẹp. Và nhiều bộ tộc thậm chí đã biến mất. Và sau nhiều năm đấu tranh thì cuối cùng chính phủ Mỹ cũng nhận ra tầm quan trọng của những bộ tộc người da đỏ. Nhiều bảo tàng được dựng lên và hệ thống giáo dục cũng đưa lịch sử về các bộ tộc người Mỹ bản địa vào giảng dạy như một cách để bày tỏ cái sự tôn trọng đến những người bản địa này. Và ngày nay thì chúng ta thấy rằng một số những bộ tộc người da đỏ vẫn còn sinh sống ở một số vùng nhất định của Mỹ. Và dù số lượng không nhiều nhưng mà chúng ta thấy rằng những người dân da đỏ này thì vẫn mang trên mình niềm tự hào về nguồn gốc và sức sống của bộ tộc mình. Thế mới thấy là kẻ chinh phục thì có thể mạnh về kỹ thuật, về trang thiết bị, về vũ khí hiện đại nhưng chưa hẳn là đã hơn kẻ bị chinh phục về văn hóa. Trình độ văn minh của con người không phải là sự hiện đại, là sự giàu có về tiền bạc mà nó cần được đo bằng cả thái độ ứng xử của con người đối với tự nhiên. Kem thấy rằng đất, nước, không khí chính là những nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của một quốc gia, của một vùng lãnh thổ. Vậy mà cách đây gần 200 năm, vị Tổng thống thứ 14 của Mỹ đã ngỏ lời mua đất của người da đỏ với lời hứa là sẽ dành cho họ một nơi để sống thoải mái. Vậy trước lời đề nghị đó thì vị thủ lĩnh đứng đầu bộ tộc người da đỏ đã phản hồi lại như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong bài học ngày hôm nay. Và trước khi đi vào khám phá văn bản thì chúng ta sẽ cùng cô tiếp cận đọc và tìm hiểu chung. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc văn bản. Với văn bản ở trong sách giáo khoa, chúng ta chú ý từ trang 98 cho đến trang 100. Khi đọc văn bản này, các em sẽ đọc với giọng đọc tình cảm, thiết tha, có thể cao giọng khi mà đọc tới những lời mang màu sắc chất vấn, mệnh lệnh, và chúng ta cần biết nhập vai thủ lĩnh da đỏ để chúng ta đọc. Và trong quá trình đọc thì chúng ta sẽ xem kỹ các cước chú
những cái chú thích giải thích nghĩa về những từ ngữ khó ở trong văn bản ở dưới chân trang để hiểu thấu đáo hơn về các đối tượng được giải thích. Và cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta một đoạn, một phần ở trong cái văn bản diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Seattle. Các em sẽ chú ý lắng nghe. Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Seattle. Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt xương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó ký ức của người da đỏ. Khi người da trắng chết đi, họ thường dạo chơi giữa các vì sao và quên đi đất nước họ sinh ra. Còn chúng tôi chẳng thể quên được mảnh đất tươi đẹp này. Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng tôi. Những mỏm đá, những vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa con và của con người, tất cả đều cùng chung một gia đình. Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối, đâu chỉ là những giọt nước mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho ngài, ngài phải nhớ rằng, ngài phải dạy bảo con cháu rằng mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về ký ức của người da đỏ. Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi. Đó chính là một phần cô đọc mẫu cho chúng ta. Ở nhà thì các em sẽ luyện đọc toàn bộ văn bản này. Và sau khi đọc văn bản thì chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nét khái quát về tác giả. Tác giả của văn bản ngày hôm nay chúng ta học đó chính là tác giả Seattle. Trên bảng của cô đó chính là chân dung của tác giả. Tác giả Seattle sinh năm 1786 và mất năm 1866. Chính là người lãnh đạo các bộ lạc da đỏ Duwamish và sơ qua mớt, những chủ nhân đầu tiên của một vùng rộng lớn ở lục địa Bắc Mỹ. Đó chính là những thông tin về tác giả. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang tìm hiểu những nét khái quát về tác phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng cô xác định về mặt thể loại. Thể loại của văn bản ngày hôm nay chúng ta học đó chính là văn bản nghị luận. Thứ hai đó chính là về xuất xứ. Văn bản được dẫn theo sách Ngữ văn 6 tập 2, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 2002. Bản dịch ở trong sách giáo khoa được thực hiện căn cứ vào bản tiếng Anh do bác sĩ Harry Smith đăng tải trên tờ Ngôi sao Chủ nhật của Seattle số 29 tháng 10 năm 1887. Và diễn văn này được dịch sang tiếng Anh qua 3 thổ ngữ của người da đỏ nên có nhiều phiên bản khác nhau. Tiếp theo chúng ta xác định về phương thức biểu đạt chính. Phương thức biểu đạt chính của văn bản này đó chính là phương thức nghị luận. Ngoài ra thì chúng ta thấy văn bản này còn có sự kết hợp giữa phương thức nghị luận với một số những phương thức khác như là biểu cảm, rồi miêu tả, vân vân. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về bố cục của văn bản. Có nhiều cách phân chia bố cục khác nhau, như với cô San thì cô sẽ chia văn bản này ra làm 3 phần. Phần 1, chúng ta sẽ đánh dấu các phần này vào trong sách giáo khoa của chúng ta. Phần 1 đó là từ đầu cho đến trong ký ức của người da đỏ. Phần 2 là từ tiếp theo cho đến như những người anh em. Và phần 3 đó chính là phần còn lại. Về nội dung của từng phần thì các em thấy rằng nội dung của phần 1 khẳng định sự gắn bó thiêng liêng của người da đỏ đối với vùng đất mà họ cư ngụ. Phần 2 có nội dung đó chính là triển khai phân tích sự khác biệt về quan niệm, về lối sống giữa người da đỏ bản địa và những người thực dân da trắng đang lăm le muốn mở rộng lãnh thổ họ kiểm soát. Và phần 3 đó chính là phần còn lại của văn bản. Phần này đã khẳng định một lần nữa nguyên tắc sống hòa đồng trước sau không thay đổi đối với tự nhiên, đối với đất mẹ. Đó chính là những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đến với phần khám phá văn bản. Với phần khám phá văn bản này em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trong phần sau khi đọc trong sách giáo khoa để tìm hiểu cho cô 5 vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về bối cảnh ra đời của văn bản. Thứ hai là các em đi phân tích sự khác biệt trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên giữa hai cộng đồng người da đỏ và người da trắng.
Và thứ ba là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giọng điệu của bài diễn từ. Sau đó là chúng ta đi tìm hiểu về tư thế và tầm vóc văn hóa của cộng đồng người da đỏ. Và cuối cùng là các em sẽ đi tìm hiểu về ý nghĩa của bài diễn từ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về bối cảnh ra đời của văn bản. Vậy thì sau khi đọc toàn bộ văn bản thì chúng ta sẽ cho cô giáo biết đó là cái tình thế nào đã thúc đẩy thủ lĩnh Seattle thực hiện diễn từ ứng khẩu này. Cô gợi ý đó là chúng ta sẽ đọc phần cước chú ở trong sách giáo khoa để xác định được bối cảnh ra đời của văn bản. Về bối cảnh ra đời thì các em đọc chúng ta thấy rằng vào năm 1854, Franklin Pierce, tổng thống thứ 14 của Hoa Kỳ, đã viết thư tới Seattle ngỏ ý muốn mua phần đất của người da đỏ đang sở hữu. Và đáp lại thì thủ lĩnh Seattle đã thực hiện một diễn từ ứng khẩu trước thống đốc Isaac Stevens. Và chúng ta thấy rằng mặc dù không hề muốn bán cái vùng đất của tổ tiên, nhưng mà Seattle vẫn khó cưỡng được xu thế phải lùi bước trước cái sự bành trướng mạnh mẽ của nước Mỹ khi đó. Và tuy thất thế, nhưng mà chúng ta thấy tuy thất thế trước cái sức mạnh cũng như là sự tham lam của một quốc gia non trẻ đang trên đà phát triển, thì Seattle vẫn phải chứng minh được cái sự cao quý của những giá trị văn hóa truyền thống mà các bộ tộc người da đỏ xây đắp nên qua lịch sử tồn tại lâu dài của mình. Và từ những cái điều trên thì chúng ta có thể thấy rằng Seattle chính là người được lịch sử của các cư dân Tân Lục Địa ủy nhiệm nói lên những lời bi tráng cuối cùng của một nền văn hóa văn minh từng có quá khứ rực rỡ. Và nhận xét về bài diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Seattle thì có ý kiến cho rằng đây là một bức thư nổi tiếng từng được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trường. Vậy thì vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu ở những phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi phân tích sự khác biệt trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên giữa hai cộng đồng người da đỏ và người da trắng. Vậy thì qua lời của Seattle, sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể nào? Thì chúng ta, trước khi mà chúng ta chỉ ra những sự khác nhau, thì các em thấy rằng các khái niệm người da đỏ và người da trắng được dùng trong văn bản thì chúng ta cần được hiểu theo một cái nghĩa quy ước. Đó là thực chất chúng không chỉ các chủng tộc khác nhau mà nói về các lực lượng đối kháng cụ thể ở vào một cái thời điểm lịch sử đặc biệt. Có thể hiểu người da trắng ở đây chính là những kẻ thực dân và người da đỏ chính là cư dân bản địa của lục địa Bắc Mỹ lúc đó đang bị tấn công, dồn đuổi, o ép. Và chính cái cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên của người da trắng cũng chính là cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên của con người thời đại tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa, vốn mang cái tư tưởng đó là chiếm đoạt và chinh phục. Ngược lại thì cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên của người da đỏ chính là cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên của con người thời cổ, thời trung đại, vốn quan niệm thiên địa vạn vật nhất thể. Rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy rằng không có một cái sự đối lập về chủng tộc, mà chỉ là sự đối lập giữa các thời đại và trình độ văn minh. Con người càng văn minh thì càng dễ xa rời tự nhiên, và cái sự xa rời ấy sẽ phải bị trả giá. Hiện nay khi bước vào cái thời đại mới thì con người đã rút ra được nhiều bài học đáng quý từ quá khứ. Và trong đó có bài học về cách sống hòa đồng, gắn bó với thế giới tự nhiên. Và chúng ta thấy rằng sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên giữa người da đỏ và người da trắng thì được thể hiện qua lời của Seattle. Cụ thể, chúng ta quan sát ở trong sách giáo khoa, đặc biệt là đối với phần 2 ở trong văn bản, chúng ta sẽ tìm ra được các chi tiết nói về sự khác nhau cho cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ. Thứ nhất, đó là nếu như người da trắng xem đất ở chỉ là đất ở thuần túy, thì đối với người da đỏ, họ lại xem đất là mẹ của mình, là phần máu thịt chẳng thể quên. Với người da trắng thì họ sống độc lập và đối lập với thế giới tự nhiên. Ngược lại, người da đỏ thì luôn muốn hòa đồng đối với thế giới tự nhiên của mình. Thứ ba, đó là người da trắng thì không cảm nhận được ý nghĩa của cái việc lắng nghe tiếng nói của thế giới tự nhiên. Còn người da đỏ đối lập lại, họ lại thấy được sự hạnh phúc khi để tiếng nói ấy tràn đầy các giác quan của mình. Và
Người da trắng thì sống thường trực với ý thức đó là chiếm đoạt. Ngược lại, người da đỏ lại bao giờ cũng nâng niu đời sống của muôn loài. Thì chúng ta quan sát vào bảng chỉ ra những cái sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ này. Thì Kem thấy rằng cách trình bày ở trong văn bản rất là tường minh và có tính thuyết phục cao. Và Kem thấy Seattle thường xuyên đặt cái thái độ ứng xử với thiên nhiên của người da đỏ và người da trắng trong một cái thế tương quan đối lập. Đấy, chúng ta thấy đó là một cái sự đối lập hoàn toàn giữa cái sự đối xử với thiên nhiên của người da trắng và người da đỏ. Và khi mà chúng ta thấy rằng Seattle đặt cái thái độ ứng xử với thiên nhiên của người da đỏ và người da trắng trong cái thế tương quan đối lập đó, thì nó sẽ mang một cái tác dụng nhất định. Sự đối lập này nó vừa làm rõ được các biểu hiện cụ thể của thái độ ứng xử với thiên nhiên của từng bên, vừa khẳng định được giá trị vững bền của lối sống hòa đồng với thiên nhiên mà người da đỏ đang quyết tâm bảo vệ. Và cái sự đối lập này chúng ta thấy còn cho thấy tính bi kịch của cuộc thương lượng về đất đai đang diễn ra giữa các bộ tộc da đỏ do Seattle làm thủ lĩnh và những người da trắng của nước Mỹ thời lập quốc. Đối với người da đỏ thì mất đất đai là mất một cái phần máu thịt thiêng liêng, trong khi đó thì đối với người Mỹ da trắng thì được thêm đất đai chỉ là được thêm một cái địa bàn sinh lợi. Và thứ ba, chúng ta thấy rằng với cách trình bày đã chọn thì Seattle đã thể hiện được thái độ tự tôn của người da đỏ. Xét về lực lượng thì rõ ràng là họ yếu thế, nhưng xét về những suy nghĩ sâu xa trước cuộc sống thì họ không hề thấp kém hơn đối thủ và thậm chí còn vượt trội hơn. Đó chính là chúng ta vừa phân tích những cái sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên của người da trắng và người da đỏ, cũng như là cái cách mà tác giả triển khai phân tích dựa trên cái thế tương quan đối lập giữa hai cộng đồng người da đỏ và người da trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về giọng điệu của bài diễn từ. Vậy thì chúng ta sẽ nêu cảm nhận của mình về giọng điệu của bài diễn từ và cách dùng những hình ảnh so sánh ẩn dụ của Seattle. Chúng ta thấy rằng văn bản được học ở trong sách giáo khoa của các em chính là một văn bản dịch. Chính vì vậy mà giọng điệu chân thực của bài diễn từ ứng khẩu bằng tiếng của người da đỏ chắc chắn là đã bị làm mờ nhạt đi phần nào. Tuy nhiên, với những gì còn được bảo lưu trong cái bản dịch tiếng Việt thì chúng ta là những người đọc thì vẫn có thể cảm nhận được phần nào giọng điệu của bài diễn từ. Và thông qua cách mà tác giả dựng lên sự đối lập triệt để giữa các quan niệm sống qua những cái câu văn mà mang màu sắc chất vấn, thì quyền uy hoặc là mỉa mai qua những hình ảnh so sánh ẩn dụ chứa trang tình cảm. Ở ba phần bố cục của văn bản thì chúng ta thấy mỗi phần lại mang một cái màu sắc giọng điệu riêng. Với phần thứ nhất, khi nói về sự gắn bó thiêng liêng của người da đỏ với vùng đất mà họ cư ngụ, thì tác giả sử dụng hàng loạt những hình ảnh so sánh, nhân hóa với giọng điệu đó là trìu mến, tha thiết, thể hiện được sự trân trọng, yêu thương đối với đất đai, đối với thiên nhiên. Xuống đến phần 2, khi mà tác giả phân tích sự khác biệt về quan niệm, lối sống giữa người da đỏ bản địa và những người thực dân da trắng, thì tác giả sử dụng hàng loạt những cái phép như là đối lập, điệp ngữ, rồi câu hỏi tu từ với giọng điệu thể hiện được cái sự xót xa, đau lòng trước thiên nhiên, đất đai bị tàn phá và bất bình phản đối cái cách làm của người da trắng. Và xuống đến phần 3, phần còn lại của văn bản, trước những cái lời đề nghị và cảnh báo của thủ lĩnh người da đỏ, thì tác giả sử dụng hàng loạt những hình ảnh so sánh, rồi điệp ngữ, điệp cấu trúc vân vân, với giọng điệu ở đây đó là vừa tha thiết, vừa mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện được tình yêu đối với đất đai, đối với thiên nhiên và cái nhìn sâu sắc về quy luật của đời sống. Đó chính là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong về giọng điệu của bài diễn từ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về tư thế và tầm vóc văn hóa của cộng đồng người da đỏ ở trong mục thứ tư. Vậy thì em nhận ra được điều gì về tư thế và tầm vóc văn hóa của cộng đồng người da đỏ được thể hiện qua bài diễn từ này? Thế Kem thấy rằng tư thế và tầm vóc văn hóa của một cộng đồng người thì chủ yếu được đánh giá qua những cái giá trị văn hóa mà họ tạo nên, qua cái thái độ ứng xử của họ trước nghịch cảnh, bất chấp tình trạng họ lâm thời bị chèn ép hay là bị tước đoạt tự do. Và qua diễn từ của Seattle thì chúng ta có thể nhận ra được tư thế đường hoàng, tự tin
của các bộ tộc da đỏ khi mà họ đối diện, đối đầu với người da trắng. Mặc dù lúc đó họ đang bị đẩy tới tình trạng cùng đường, họ vẫn thẳng thắn thể hiện được quan niệm của mình về cuộc sống và quyết tâm bảo vệ những cái di sản tinh thần quý giá mà tổ tiên họ để lại. Và tư thế nói trên của các bộ tộc người da đỏ đã chứng tỏ họ chính là chủ nhân của một nền văn hóa đáng trọng, có một hệ giá trị riêng dùng để nhìn nhận và đánh giá mọi vấn đề của cuộc sống. Và cụ thể ở đây chính là vấn đề tồn tại trong mối quan hệ hòa đồng với tự nhiên. Đó chính là tư thế và tầm vóc văn hóa của cộng đồng người da đỏ được thể hiện ở trong bài diễn từ này. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về ý nghĩa của bài diễn từ trong phần cuối của hôm nay. Vậy thì theo em, nguyên nhân chính khiến cho diễn từ của Seattle được đánh giá cao và lan truyền rộng rãi là gì? Thì chúng ta sẽ chỉ ra những nguyên nhân chính khiến cho bài diễn từ của Seattle được đánh giá cao và lan truyền rộng rãi. Đó là chúng ta phải kể đến một số những nguyên nhân như là diễn từ này được nảy sinh trong một cái thời điểm có ý nghĩa lịch sử và phản ánh được bản chất của thời điểm lịch sử đó. Và thứ hai, đó chính là nội dung của bài diễn từ thì kết tinh được các giá trị cao quý của một nền văn hóa có truyền thống lâu đời. Và thứ ba, nguyên nhân thứ ba rất quan trọng, đó là diễn từ đã chứa đựng một cái thông điệp đầy tính hiện đại về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, có thể thức tỉnh nhận thức của toàn nhân loại về vấn đề này. Và tiếp theo đó chính là cũng là nguyên nhân cuối cùng, đó là diễn từ đã được những con người thật sự văn minh trong hàng ngũ thực dân da trắng đón nhận, trân trọng và cho phổ biến bằng phương tiện báo chí. Đó chính là những nguyên nhân chính khiến cho diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Seattle được đánh giá cao và lan truyền rộng rãi. Vậy thì trong bối cảnh đời sống hôm nay thì diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Seattle còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta điều gì? Thì chúng ta sẽ cùng cô xác định ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Bài diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Seattle trong đời sống hôm nay đã nhắc nhở chúng ta đó là phải biết lắng nghe, biết trân trọng tiếng nói của thiên nhiên, biết sống với thiên nhiên bằng tình cảm, gắn bó, thành thực, thân thiết nhất. Và bài diễn từ còn nhắc nhở về thái độ tôn trọng sự đa dạng của văn hóa, tránh kỳ thị một cách vô lối những nét khác biệt ở từng nền văn hóa mà chúng ta tiếp xúc, đối thoại. Và bài diễn từ còn nhắc nhở một thực tế, đó là trong nhiều thước đo dùng để đánh giá trình độ văn minh của con người thì không thể thiếu được thước đo về thái độ ứng xử đối với thiên nhiên. Đó chính là những ý nghĩa của bài diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Seattle trong bài học ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô khám phá xong các vấn đề chính của văn bản này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 4, đó là phần tổng kết lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Về nội dung, văn bản đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa toàn nhân loại, đó là con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình. Và làm nên thành công của văn bản phải kể đến các yếu tố về mặt nghệ thuật, đó chính là văn bản được xây dựng bởi hệ thống luận điểm, lý lẽ và bằng chứng chặt chẽ. Giọng văn thì giàu sức truyền cảm, chân thành. Đặc biệt, văn bản có sử dụng hàng loạt các phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, phong phú đa dạng, v.v. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang làm bài tập luyện tập vận dụng với đề bài như sau. Đó là theo em, con người cần phải ứng xử như thế nào đối với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Chúng ta sẽ trình bày ý kiến của mình về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ. Với đề bài này, cô sẽ gợi ý chúng ta thực hiện yêu cầu về hình thức và nội dung như sau. Về hình thức, chúng ta sẽ viết một đoạn văn dung lượng khoảng 150 chữ. Về nội dung, đó là chúng ta trình bày ý kiến về vấn đề con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài. Với nội dung của yêu cầu của đề bài này, thì chúng ta trong đoạn văn mà chúng ta viết có thể cần phải xuất hiện một số ý như sau. Đó là chúng ta sẽ chỉ ra được mối quan hệ giữa con người với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài. Sau đó chúng ta chỉ ra thực trạng thiên nhiên, môi trường trong cuộc sống hiện tại. Và thứ ba, đó là chúng ta sẽ xác định được thái độ ứng xử của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài. Và sau đây cô San sẽ đọc mẫu cho chúng ta một đoạn văn tham khảo để chúng ta giải quyết đề bài này như sau. Đó là gì? Để tồn tại và phát triển trên trái đất, con người không thể nào tách rời khỏi thiên nhiên và các quần thể sinh vật khác.
Bởi con người cần đất, nước, không khí, các tài nguyên thiên nhiên cùng nhiều loài động vật khác hỗ trợ quá trình sản xuất, lao động và sinh hoạt. Do đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với các đối tượng kể trên. Chúng ta cần khai thác và sử dụng thiên nhiên một cách hợp lý, có kế hoạch để tránh gây cạn kiệt tài nguyên cũng như gây ra sự tuyệt chủng đối với một số giống loài. Đồng thời cũng cần biết sử dụng tiết kiệm và có hành động bảo vệ môi trường, động vật hoang dã xung quanh mình. Các hành vi khai thác trái phép, săn bắn triệt để, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường cần phải ngăn chặn ngay. Tất cả những hành động đó đều nhằm giúp tạo ra một trái đất xanh, sạch, đẹp, đảm bảo môi trường sống cho con người và các loài sinh vật khác. Đó chính là một đoạn văn mẫu tham khảo. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong toàn bộ văn bản diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Seattle. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.